Con chào bác trai, chào bác gái ạ. Dạ em chào anh Thiện ạ. Dạ bác cứ cho hỏi, bữa giờ mình buôn bán được không bác? Bác bị bệnh hả? Dạ gì đó bác nói không có nổi luôn. Vậy là bữa giờ mình bệnh có bác có đi bán vé số được không bác? Dạ, Dạ được mấy bệnh mình bắt bệnh được mấy ngày rồi bác? cũng 4 ngày. 4 ngày mà tôi bán vé số là 4 ngày không có thu nhập. Dạ bác gái bạn với bữa giờ bác trai có bán không? Dạ không, Dạ không bán luôn con trai còn khỏe, còn bớt hơn nữa. à. Mổ ra Vậy là do thời tiết bữa giờ mưa gió ảnh hưởng á, bão miền Trung nha cô chú, thì cô chú là hai bác thời tiết cho nên không bán vé số được, thì bác gái cũng bị cảm rồi nha cô chú. Dạ anh Thiện hôm nay khỏe không? Khỏe sao nó yếu vậy? chạm luôn cả nhà ngay À, bệnh bữa giờ mưa nắng cũng thay đổi thất thường cho nên mệt. bữa nay mình ăn gì được nhiều không anh Thiện? Anh Thiện làm một ngày ăn bắt cho anh Thiện ăn mấy lần rồi bắt đó? Hai lần sáng với chiều. Một buổi anh Thiện ăn khoảng nhiêu chén cơm anh Thiện? Chén hai chén không? Đang ăn dành, đang ăn hai ba chén vô cho nó khỏe chứ. Dạ. Này hồi trước là bác Tám có đi trị, mình đi trị ở bệnh viện hả bác? Dạ có nhưng mà tiền nhiều quá cũng Nhiều quá phụ mở mình xuất về. viện về Cái chuyện nhiều. Mình ở đâu cũng không có gì hết. Thì không tiền không quê đâu. Chứ như, như 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 lúc đó là gia đình mình có điều kiện là mình trị được hết. Dạ có, dạ được. Mà bây giờ À. không có điều kiện thành ra cho em cháu đi xin bác sĩ cho em cháu về. Mình ở đây đó, mình xin về đây. Dạ bác cho hỏi là lúc đó mà bác sĩ nó tổng chi phí lại là bao nhiêu? À, là trong thời gian mình điều trị bao nhiêu lâu mà là bác sĩ nói là được quá. Một ngày đó là 2 triệu mấy, 3 triệu tiền đường, tiền bác sĩ, tiền dược, đi làm bác sĩ, tiền thuốc khoảng 2 triệu mấy, 3 triệu. Là trên một ngày hả bác Những cho đấy. ạ? Dạ. Thì khoảng thời gian cũng là 10 năm trước nha cô chú. Thì 10 năm trước. 10 năm trước là 2 triệu mấy là nhiều lắm đó quý. À, rất là cao. 10 năm nhiều nhiều lắm. Không Là rồi lúc đó là hai bác làm gì cũng bán vé số hả? bán vé số Nếu mình bán vé số mà ngày phải chi 2 3 triệu thì không có khả năng. thì lúc đó là anh Thiện là lao động động chính anh nha. Xin về địa phương ở, không dám ở bệnh viện nữa. Con xin lỗi, con xin nói một câu về con thấy là hoàn cảnh của hai bác ở đây là sắp tới đây sẽ còn nhiều cái khó khăn hơn nữa, tại vì tuổi hai bác thì lớn lớn rồi. Con xin lỗi nha, thì gặp cái chuyện trái gió trở trời nó dễ bị mắc phải những chứng bệnh hơn. Nếu như tụi con còn trẻ thì dầm một hai đám mưa không sao, nhưng bác thì dễ mẫn cảm với các cái bệnh bên ngoài. Những ngày mình không có bán vé số rồi phải chăm anh Thiện, ở nhà mấy người ba hai bác với anh Thiện thì sẽ vất vả hơn nhiều hơn lúc trước nữa. Thì dạ thì thưa bác, thì hôm nay cũng có một cô mạnh thường quân bên Mỹ á, có gửi sữa về cho con, thì có nhờ con tới trao tặng lại cho hai bác. Dạ thì cô này cũng đợt trước cũng có gửi số tiền để ủng hộ cho hai bác để lo cho anh Thiện, thì nay cô có gửi sữa thì bây giờ con cũng gửi lại cho chào cho bác luôn. Đây bác ơi. Dạ Cảm ơn. dạ thì
Sữa này thì bác và anh Thiện uống đều được, đều là tốt, được chất bổ cho sức khỏe, rất là nhiều dinh dưỡng. Dạ thôi hai bác danh thiện uống đều đều vô rồi. Dạ. Sau cái video này con hy vọng đó là sẽ được nhiều cô chú mạnh thường quân bên kênh của con cũng như kênh của em là Quý TV biết thì sẽ có phần ủng hộ cũng như giúp gia đình mình trong khoảng thời gian tới nữa. Tại vì thật lòng mà nói con xin chia sẻ thật lòng luôn, trước giờ con đi quay video cũng nhiều cái hoàn cảnh mà hôm nay là cái hoàn cảnh đặc biệt nhất là con gặp đó, thì con cũng mong mỏi rằng là các cô chú sẽ giúp gia đình mình. Rồi ngày mai là bác đi bán được chưa? Chưa. Không ăn uống gì chưa, uống men nữa. Rồi bác trai mấy ngày nay ăn được nhiều không bác? Uống men, uống chén. Chắc bác gái mệt lắm á, nãy con gọi điện thoại mà bác không biết luôn. Hai bác hiền, hai bác phúc hậu quá mà hình như là cái kiểu như là đúng ra là hai bác phải, con nghĩ gương mặt đó hai bác phải cuộc sống phải khá hơn nhiều luôn mới đúng. Tại vì cái gặp đầu tiên là con cảm nhận được là con thích ngay cái lần đầu gặp hai bác luôn á. Em con có dẫn đây là lần đầu tiên con tới chỗ trọ thăm hai bác với anh Thiện đây luôn. Thôi hai bác cố gắng giữ gìn sức khỏe để đi bán lo cho anh Thiện. Hồi trước bán cũng được lắm, nếu mà người ra đi hết nổi. Dạ thì bác cũng mới, bác cũng có một bệnh là bị mới mổ xong tái khám, sắp sửa tái khám nào nữa. Dạ người mà tái khám làm tái khám mình thấy khổ, tốn tiền bạc gì đó. Dạ không có tiền là sợ quá. Cũng gần tới ngày đi tái khám không đó. Dạ. Bác có bảo hiểm không bác? Có. Thôi có bảo hiểm thì cũng đỡ bớt. Dạ không có bảo hiểm thì nặng, nặng tiền nặng. Dạ thì nay có cô Mạnh Thường Quân ở bên bên Mỹ có gửi tặng cho gia đình bác Tám và anh Thiện xưa nha cô chú. Thì đợt trước thì cô có gửi tặng cho gia đình mình một số tiền để phụ hai bác để giúp đỡ cho anh Thiện xoay sở trong chi tiêu hàng ngày nha cô chú. Thì nay cô có gửi sữa về. Dạ thì cô bên Mỹ cũng có gửi con gửi lời thăm sức khỏe hai bác và anh Thiện. Dạ. Dạ. Thì cô cũng rất là quan tâm gia đình mình. Dạ. Dạ thì qua video này thì con cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Đã quan tâm đến gia đình anh Thiện và giúp đỡ gia đình anh cũng như là rất là nhiều hoàn cảnh khác, thì con cũng cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Dạ. Dạ thì video em cũng xin kết thúc tại đây nha cô chú. Dạ. Dạ. Em qua video này thì em cũng rất mong các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm gần xa là có tấm lòng vàng để giúp gia đình anh ạ. Dạ thì em cũng xin chào tạm biệt tất cả mọi người ạ.